Thưa quý vị khán giả trong vài năm trở lại đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang là một trong những vấn đề vô cùng nhức nhối và ngày càng xuất hiện nhiều chiêu thức, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng. Trong khi dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng với chiêu thức lừa đảo chuyển tiền con cấp cứu, đánh vào tâm lý của những phụ huynh nhẹ dạ cả tin thì một công bố mới đây của Bộ Công an cũng khiến nhiều người khá bất ngờ và sửng sốt khi có tới 52 trên 63 tỉnh thành đã xuất hiện đối tượng lừa đảo giả danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy để bán đồ trục lợi. Chiều ngày 15 tháng 3, đại diện Cục Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Bộ Công an cho biết, hình thức lừa đảo giả danh cán bộ phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn liên hệ với cơ quan doanh nghiệp, thậm chí đến trực tiếp để lừa đảo bán tài liệu, phương tiện đã xuất hiện nhiều năm nay. Tuy nhiên, một số cơ sở chưa kịp thời nắm thông tin nên đã bị các đối tượng trên lừa đảo thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng là thông qua hình thức gọi điện đến các đơn vị cơ sở doanh nghiệp người dân nhất là các cơ sở kinh doanh mới đi vào hoạt động đối tượng giới thiệu mình là cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy để yêu cầu làm các giấy tờ liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy bán sách tài liệu phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ giá cao hơn thị trường mời các cơ sở doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và yêu cầu chuyển tiền sau khi sách và tài liệu được gửi tới người mua qua đường bưu chính, người mua phải trả tiền trước khi nhận bưu phẩm. Tuy nhiên, người mua không thể liên lạc với số điện thoại của người gửi sau khi đã thanh toán. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật gây hoang mang, phiền phức cho người dân và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp làm ảnh hưởng trực tiếp uy tín của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Từ đến giữa tháng 3 năm 2013, đã có 52 trên 63 địa phương trên cả nước ghi nhận sự xuất hiện của các đối tượng lừa đảo trên cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đề nghị người dân nêu cao cảnh giác không giao dịch mua bán với các đối tượng này chia sẻ thông tin rộng rãi về các thủ đoạn lừa đảo cho người thân và cộng đồng tránh mắc bẫy đối tượng xấu khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất kịp thời ngăn chặn và xử lý